Xin chào toàn thể anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuôn Đam Mê Vlog. Ui, hôm nay thời tiết phải công nhận là nó nắng chói chang luôn mọi người ạ. Thì sắp tới thì chắc là có một cái cơn bão rất là lớn sẽ đổ bộ vào miền Bắc ấy. Thì hôm nay thì gần như là nó hút hết cả mây luôn này. Và công nhận là lâu lắm rồi mình có một cái hôm mà nó nắng chói chang như thế này. Thì gần đây thì mình có nhận được một vài câu hỏi liên quan đến câu chuyện là nuôi con chim khi mà nó đã bắt đầu tròn lông rồi ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm này nhé. Thì mình cũng đang cho mấy con chim nhà mình nó tắm. Thì đây là con chim đại ca nhà mình này anh em này. Mọi người thấy nó buồn cười không? Nó cũng đã vào cái giai đoạn mà gọi là cũng tròn tròn lông rồi đấy. Thực ra là những cái lông cứng của nó thì gần như là đã rụng hết rồi. Các cái phần lông mềm của nó thì cũng đã mọc lên tương đối. Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng chưa kiểu như là hoàn thiện hẳn ấy. Nên là đây thì mình đã đánh giá là gọi là con chim nó bắt đầu nó tròn lông. Tức là ở cái thời điểm này thì cái lượng lông rụng của nó sẽ không còn nữa anh em ạ. Con chim thì bây giờ nó cũng đã chớm chớm kiểu có lửa rồi. Mọi người thấy cái kiểu vũ điệu này trông buồn cười không? Thì đây là cái vũ điệu mà con chim nó kiểu nó quyến rũ con mái ấy. Con chim này nó bị vã lâu lắm rồi anh em ạ. Đây, bây giờ cháu nó đã bình thường trở lại rồi. Thì mình cũng sẽ quay trở lại với cả cái vấn đề về chế độ nuôi một cái con chim ở trong cái giai đoạn tròn lông ấy. Thì thực ra là ở cái giai đoạn tròn lông này anh em hoàn toàn có thể bắt đầu một cái quá trình được gọi là tập lực này. Và đẩy lửa, nhưng chúng ta sẽ không đẩy lửa bằng cám níu nha anh em nhé, mà chúng ta sẽ đẩy lửa bằng mồi tươi. Tại sao mình lại chia sẻ cái kinh nghiệm này? Bởi vì nó liên quan đến câu chuyện là nếu như các bạn vào cám níu nó quá sớm ấy, thì đôi khi con chim nó chưa thấy hết lông, có thể là cái nhận định của chúng ta nó không chuẩn. Nên vừa mấy khi mà chúng ta đẩy cám níu vào thì con chim có thể là nó đã bục lại những cái lông còn sót ấy. Đó, thế vậy là chúng ta lại phải mất một cái thời gian chờ đợi nó khá là lâu. Nên là nếu như ở cái giai đoạn này tốt nhất là chúng ta sẽ đẩy lửa bằng mồi tươi. Và cụ thể ở đây nó sẽ là sâu quy và châu chấu nha anh em nhé. Hai cái loại mồi tươi đó thì mình thấy là nó rất là có công hiệu cho cái quá trình đẩy lửa. Khi mà các bạn nhìn thấy con chim của các bạn nó gần gần xong lông nhưng mà nó đã có những cái thái độ kiểu như là rất là kiểu hung hãn, bắt đầu hiếu chiến và quát bắt đầu gắt gắt lên ấy. Thì đấy chính là gọi là cái lửa ảo đầu tiên của con chim. Tại sao mình lại nói đây là lửa ảo? Là bởi vì là cái lửa này thông thường thì nó sẽ trong một thời gian nó ngắn ngắn thôi. Có thể nếu mà chúng ta tận dụng được cái thời cơ một cách tốt ấy, thì chúng ta có thể đẩy cái lửa ảo thành lửa thật. Và có một vài con chim thì sau cái lửa ảo căng lên này nó mới bắt đầu nó lại điệp nốt những cái phần lông còn lại. Nên là cái việc này thì thực ra mỗi con chim một khác, nên là anh em có thể theo dõi là con chim của mình nó ở dạng nào nhé. Cái câu chuyện mà mình muốn đề cập tiếp theo đó chính là cái việc mà chúng ta cho con chim vào những cái lồng lực hay là lồng phóng. Thì khi mà cái con chim của chúng ta đã thay được hết những phần lông cứng rồi ấy, điều đó đồng nghĩa với việc là con chim của chúng ta nó đã có đủ cái sức để nó bay khá là tốt rồi. Nên là các bạn có thể cho con chim vào những cái lồng to rộng để nó bay nhảy được nhiều hơn ấy. Trong một quá trình đấy thì nó sẽ lông được nhanh hơn và đồng nghĩa với việc là con chim nó sẽ sớm sung mãn, ít nhất là nó sẽ sớm sung mãn hơn những con chim mà không được tập lực đó. Và cái chế độ phơi nắng ở thời điểm này thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được rồi anh em ạ. Cụ thể với con chim này của mình thì mỗi một buổi sáng mình sẽ cho nó phơi nắng cỡ khoảng tầm 5-10 phút. Mình phơi cái nắng nhẹ thôi bởi vì là chỗ nhà mình thì là nắng khá gắt anh em. Chính vì thế cho nên là mọi người nếu như mà mọi người có điều kiện thì hãy phơi một chút nắng sáng nhé. Cái việc này thì nó sẽ giúp con chim nó sáng cái lông lên. Và thêm một yếu tố nữa là các cái sợi lông của nó sẽ nở căng ra. Và lúc đó thì con chim nó mới bắt đầu được gọi là con chim xong lông hoàn thiện anh em ạ. Mọi người thấy con chim này của mình nó cứ kiểu cái thái độ này rất buồn cười đúng không? Thì nguyên nhân chính là như này đấy anh em này. Đấy, cái này có một con nữa. Đây là con Nguyễn Thị Bánh Tẻ đấy. Con chim mộc mình gột từ năm ngoái. Thì trong cái quá trình mà mình nuôi thì mình hay chia sẻ những cái con chim của mình thấy tố chất ấy cho anh em bạn bè. Thì cái đợt trước gần đây, cách đây khoảng 2 tuần ấy, thì mình bị sẩm mất con chân dài rồi. Đấy, con chim mà mình đang bị làm cái series về tuyển chọn chim bướu xòe cho anh em xem ấy. Thì mình bị sống con chim đó và mình cũng bị chết luôn cả con hai mặt nữa. Nói chung là cái tháng nâu thật sự luôn là rất là quan ngại. Nhưng chủ yếu thì mình cứ nói vui vậy thôi, nhưng mà đúng là do cái đợt đó thì mình cũng không được cẩn thận lắm đó. Thì con chim này thì mình cũng vừa mới được người em của mình chuyển lại để nuôi đó. Từ cái hôm đấy thì về thì cái con đại ca nhà mình mỗi lần nó nhìn thấy cái con Bánh Tẻ này là nó cứ như thế này. Rất buồn cười luôn anh em ạ. Trở lại một chút với cả cái câu chuyện là cái giai đoạn mà con chim nó tròn lông này ấy, thì thực tế là mình nghĩ là đây chính là cái giai đoạn được gọi là đáy lửa rồi. Như vậy là chúng ta cần phải đẩy lửa dần dần lên thì chúng ta sẽ sớm có cái con chim để được chơi sớm.
thực tế với cái thời tiết ở ngoài Hà Nội mình ấy, hay là miền Bắc nói chung ấy, thì mình thấy là bắt đầu tầm tháng 10, tháng 11 là cái con chim tự nhiên ở ngoài thiên nhiên nó đã khá là sung mãn rồi. Thực ra nếu mà sung mãn nhất thì nó sẽ là khoảng đầu tháng 11 đó. Thì lúc ý thì mình đi đường mình nghe thấy chim ngoài thiên nhiên nó líu nhiều lắm, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể chơi được cái căng độ 1. Thực ra căng độ 1 thì bao giờ cũng thấy con chim nó rất là lực, nó rất là khỏe và nó bắn rất là siết. Cái căng độ 2 thì thường thì con chim nó sẽ chơi ổn định hơn. Độ 1 thì khí hậu ngoài Bắc mình thì nó bị một cái vấn đề là cái mùa đông, thành ra là đôi khi nó sẽ bị ngắt quãng bởi các cái đợt gió mùa, thời tiết là không thuận lợi, không ủng hộ. Nên là cái việc mà các bạn chơi chim độ 1 hay chơi chim độ 2 thì các bạn có thể cân đối. Mình cứ ví dụ như một bạn bình thường mà nuôi khoảng 3-4 con chim chẳng hạn, thì các bạn cũng nên chia ra để chơi, mình nghĩ thế thì nó hợp lý hơn. Thứ nhất là những cái con chim mà nó căng sớm ấy, thì chúng ta chơi sớm, những con chim căng muộn thì chúng ta chơi muộn, thì chúng ta sẽ có một cái mùa giải chơi nó trọn vẹn đầy đặn. Còn ví dụ như mình nuôi 2 con chim thì thôi, thì mình cứ gọi là đến đâu thì biết đến đấy vậy. Một cái lưu ý nhỏ với cả anh em mà đang sử dụng cám dưỡng VK ấy, thì ở cái thời điểm mà con chim nó tròn lông này thì bắt đầu các bạn hãy cố gắng tăng cái tỷ lệ cám để con chim ăn lên, bởi vì trong cái cám thì nó đã có rất là nhiều dinh dưỡng rồi và nó cũng sẽ giúp con chim ổn định có một cái nền cốt cám thật là chắc. Ở cái thời điểm con chim nó bung lông nhiều thì lúc thì các bạn có thể sử dụng mồi tươi hoa quả nó khá là thoải mái, nhưng mà với cái thời điểm khi con chim tròn lông này thì cái cám nó sẽ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để con chim xây một cốt cám thật là chắc. Thì khi mà con chim nó đã căng lửa được bằng cám dưỡng rồi ấy, thì lưu ý các bạn đẩy cám líu lên thì con chim gần như là nó sẽ chơi ngay lập tức luôn. Cách đây khoảng tầm mấy hôm thì mình có một cái khách hàng ở trong Đà Nẵng, người em ấy thì cũng đã dùng cám của mình hơn 5 năm rồi, và đây là lần thứ 2 mà bạn ấy đã dùng cám dưỡng và đi thi ăn cờ. Nói chung thực sự luôn là rất là vui anh em ạ. Điều đó nó chứng tỏ một cái quan điểm là thực ra chúng ta hoàn toàn có thể chơi một con chim mà không cần phải quá lạm dụng cám líu. Dĩ nhiên cảm lưu nó là một cái phần rất quan trọng cho cái câu chuyện là những người đi thi mà thích đi thi một cách chuyên nghiệp ấy, thì cảm lưu chắc chắn là nó sẽ hơn cảm dưỡng rất nhiều rồi, vì bản chất là nó là dành cho những con chim chiến đấu. Nhưng nếu anh em chỉ là những người chơi ở nhà bình thường thôi thì các bạn hoàn toàn có thể cân đối một phương án chơi cảm nhẹ, chơi con chim nó rất là thích luôn, nó rất là bình tĩnh, thông thả, thư giãn kiểu thế. Cho nên là cái việc đẩy lửa bằng mồi này nó cũng khá là hay, anh em có thể áp dụng. Thì ví dụ như với châu chấu nhé, thì mình cũng chỉ chia sẻ với dòng cám VK thôi, bởi vì là cái dòng cám này nó là cái dòng cám mà mình trực tiếp sản xuất nên mình biết thành phần dinh dưỡng nó như thế nào. Thì mình khuyến khích anh em là nên dùng khoảng 5 con một ngày và cho ăn đều. Đấy. Còn sâu quy thì có thể anh em sẽ dùng cho mình 2 con vào trước khi đi ngủ. Đấy là cái chế độ nuôi bình thường của mình. Thì cơ bản thì mình cũng không phải là người quá kỹ tính và không quá cầu kỳ. Thành ra là mình cũng đưa ra một cái phương án để anh em cảm thấy rằng là nuôi nó đơn giản, nó nhẹ nhàng. Vì cơ bản phần lớn khán giả xem kênh của mình ấy thì cũng là những anh em mới chơi, thành ra là mình cũng muốn khuyến khích anh em hãy chơi một cách đơn giản trước đã, trước khi mà chúng ta sáng tạo hay chế tạo ra một cái phương pháp nuôi nào đó nó phức tạp hơn ấy, thì chúng ta nắm một cái căn bản tốt thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng tốt anh em ạ. Ok, vừa rồi là một số các cái lưu ý nhỏ của mình trong cái quá trình mà con chim của các bạn nó đã tròn lông rồi, thì các bạn có thể tham khảo để rút ra những cái kinh nghiệm nào đó cho riêng cá nhân mình nhé. Dĩ nhiên thì nó cũng luôn luôn chỉ là kinh nghiệm thôi, sẽ có thể đúng với cá thể này chưa chắc là đúng với cá thể khác, nhưng mà mình thì luôn luôn hướng đến một cái tiêu chí, đó là cái việc nuôi một con chim cho nó bình ổn, nó đơn giản, và các bạn sẽ tận hưởng cái thú chơi nó có nhiều màu sắc, nó hấp dẫn hơn. Nhiều bạn thì cũng hay nói chuyện với mình là xong lông thì lên cám líu luôn, thì có ổn không, có được không, thì với cá nhân mình thì không có gì là không được cả, nó đều có cái phương pháp để chúng ta có thể làm được cái việc đó. Nhưng cái ban đầu ấy, khi mà chúng ta xây dựng một cái nền tảng tốt cho con chim ấy, thì nó luôn luôn có được một cái sự bền vững về sau. Cái việc gì đốt cháy giai đoạn nó cũng đều có những cái tính hai mặt của nó, chúng ta không bao giờ tìm được một bài toán tối ưu cho mọi câu chuyện cả, đúng không nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.